có doanh nghiệp đã lên kế hoạch dự trữ, nhiều đơn vị lượng hàng dự trữ chiếm khoảng 10 đến 20% sản lượng. Ngoài việc bảo đảm bình ổn giá, doanh nghiệp còn giảm giá từ 10 đến 20% các sản phẩm thiết yếu vào các ngày cuối tuần và giảm giá 30% một số nhóm hàng cho khách hàng mua sắm Tết muộn.